Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé. Tin mới nhất về dịch Covid ngày 3 tháng 8 hôm nay. mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng sau đây. Ca tử vong thứ 6 liên quan Covid-19 tại Việt Nam là bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Các mắc Covid-19 lớn tuổi nhất nước là bệnh nhân 100 tuổi. Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm và hai chuyến bay liên quan tới bệnh nhân COVID-19. Phát hiện hàng chục tấn găng tay đã sử dụng, hấp rồi bán lại cho người dùng. WHO tuyên bố đã xong bước dạo đầu về điều tra nguồn gốc COVID-19. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết ca tử vong thứ 6 liên quan COVID-19 tại Việt Nam là bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế tiếp tục công bố một trường hợp tử vong có liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân nữ bị suy thận giai đoạn 5. Như vậy là Việt Nam đã có 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tối ngày 2 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân số 429 là nữ, 53 tuổi, là người bệnh điều trị tại khoa nội thận, nội tiết, bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường tuyếp 2. Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, bệnh nhân điều trị tại khoa nội Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần 3 lần. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển sang khoa y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân tỉnh thở oxy qua kính. Ngày 1 tháng 8, lúc 1 giờ, bệnh nhân tỉnh khó thở. 12 giờ 30, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân lọc máu liên tục thở máy. Đến 16 giờ, bệnh nhân mạch chậm, đe dọa ngưng tim. Sau 30 phút hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong. Nguyên nhân tử vong suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường tuyếp 2 và COVID-19. Trong thời gian nằm viện, chỉ có con trai, con gái vào chăm bệnh. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy đến tối ngày 2 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 620 ca mắc Covid-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, có 6 trường hợp đã tử vong. Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp, bệnh nhân 428, bệnh nhân 437, bệnh nhân 499, bệnh nhân 475, bệnh nhân 429. Quảng Nam ghi nhận 1 trường hợp, bệnh nhân 524. Đây là những bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý nền nặng. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, dịch COVID-19 lần này tấn công đúng vào ba khoa có bệnh nhân yếu nhất. Cụ thể như khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng, có bệnh nhân có nhiều bệnh lý khác nhau lại nhiễm thêm cả COVID-19. Dù hội đồng chuyên môn với tất cả giáo sư bác sĩ đầu ngành và nhiều kinh nghiệm nhất vào Đà Nẵng, nhưng không thể cứu chữa được một số bệnh nhân mắc COVID-19. Nhóm người cao tuổi trên 60 có bệnh lý nền, tiểu đường, cao huyết áp, suy thận mãn, lọc máu chu kỳ, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc có cơ địa thể trạng béo phì suy kiệt, khi nhiễm COVID-19 dễ tăng nặng, sức đề kháng cơ thể suy giảm, khiến lượng virus phát triển trong cơ thể nhanh hơn, tổn thương cơ quan nhanh hơn so với bệnh nhân khác. Các mắc COVID-19 lớn tuổi nhất nước là bệnh nhân 100 tuổi. Nữ bệnh nhân cao tuổi nhất mắc COVID-19 đó là người Quảng Nam. Người này từng có thời gian điều trị ở Bệnh viện Bình An, nơi bệnh nhân 524 từng điều trị. Ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế công bố 30 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tất cả bệnh nhân liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh nhân từ 591 đến 620 ghi nhận trên các địa bàn Đà Nẵng 16, Quảng Nam 9, Đăng Lắc 2, Đồng Nai 1, Khánh Hòa 1, Hà Nam 1, tất cả liên quan đến Đà Nẵng. Các bệnh nhân ở Quảng Nam có số thứ tự 591 đến 594 và 596 đến 600. Cùng ngày thì ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam công bố lịch trình ca mắc COVID-19 tại địa phương này. Bệnh nhân 592 là nữ, 100 tuổi, đây là bệnh nhân cao tuổi nhất ở nước ta dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 592 trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Theo điều tra dịch tễ ngày 22 tháng 7, bệnh nhân vào khoa cấp cứu Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Đây là nơi bệnh nhân 524 từng điều trị ngày 18, 19 và 21 đến 24 tháng 7. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa đi xét nghiệm siêu âm ở tại phòng 508 khoa nội. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với một số người đến thăm. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân ở tại phòng có tiếp xúc một người, Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được chuyển sang phòng 505 và ở tại đây đến ngày 26 tháng 7. Ngày 27 đến 29 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện và về nhà. Trong thời gian này có một số hàng xóm đến thăm. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế Duy Xuyên, sau đó 11 giờ 45 phút được chuyển ra bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông tin tiếp theo, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong bối cảnh dịch đang phức tạp, Thủ tướng yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Chỉ đạo này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi mà kết luận cuộc họp thường trực chính phủ chiều ngày 2 tháng 8. Ông yêu cầu các bộ Y tế, Quốc phòng Công an và ủy ban nhân dân các tỉnh thành tăng cường quản lý khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam, thủ tướng quán triệt: Không làm thái quá, không ngăn sông cấm chợ khi chưa có dịch. Về công tác chống dịch, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Y tế và lãnh đạo các bộ ngành địa phương khi đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông giao các cơ quan hoàn thành một chỉ thị mới thay chỉ thị 16 để phù hợp với diễn biến dịch trong giai đoạn này. Sau khi phát hiện dịch quay trở lại, Thủ tướng cho biết chúng ta có nhiều giải pháp quyết liệt. Ông biểu dương nhiều địa phương có dịch đã kịp thời giãn cách các ổ dịch, có nhiều biện pháp mạnh mẽ. Người đứng đầu chính phủ dự báo COVID-19 sẽ phức tạp và lan rộng nếu chúng ta không quanh vùng và có giải pháp kịp thời cụ thể. Tuy nhiên, với những địa phương chưa có giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Không làm thái quá, không ngăn sông cấm chợ, không tuyên bố cách ly xã hội khi chưa có ổ dịch, cần tính toán chặt chẽ trước khi quy định giãn cách, Thủ tướng nhắc nhở. Thủ tướng lưu ý dịch lần này ở cấp độ mới, diễn ra trên diện rộng, nếu ngăn chặn không hiệu quả, mỗi gia đình, thôn bản, khu phố phải là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ phải bảo vệ chính mình và gia đình mình. Hỗ trợ 400 người Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt ở Đà Nẵng, nhấn mạnh tinh thần không được lơ là chủ quan, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc làm mọi biện pháp phòng chống dịch tốt nhất, các ca bệnh nặng ở các bệnh viện cần được cứu chữa tốt nhất để giảm thiểu tử vong. Tinh thần chống dịch phải thần tốc, kiên quyết tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ. Người đứng đầu chính phủ tái khẳng định, ông kêu gọi người dân khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, nhất là với các trường hợp ho sốt yêu cầu người đứng đầu chính phủ phải là bình tĩnh, chủ động, kiên quyết ngăn chặn, ngăn ngừa có hiệu quả làn sóng thứ hai COVID-19 ở Việt Nam, không để lây lan trên diện rộng, không để có ổ dịch mới mà không được ngăn chặn, phát hiện kịp thời. Về việc tổ chức các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn các khu vực thi, căn cứ thực tiễn để chỉ đạo các địa phương về phương thức đảm bảo an toàn. Nhiều đồng chí khuyên là chưa kết luận mấy lần thi, Nói chung, những khu vực giãn cách xã hội có ổ dịch chưa thi và để lần khác thi cũng không ảnh hưởng gì cả, Thủ tướng nói. Với 400 người Hà Nội Đà Nẵng chưa thể trở về, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ phương tiện đưa những người này trở về địa phương. Trước đó báo cáo tại đầu cầu Đà Nẵng, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết Đà Nẵng còn hơn 400 khách du lịch, chủ yếu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang bị mắc kẹt, rất muốn về nhưng không về được. Ông Thơ đề nghị hỗ trợ thực hiện các biện pháp y tế phù hợp để những người này trở về địa phương bởi Đà Nẵng chưa biết kết thúc dịch khi nào cần đưa các du khách trở về cuộc sống của họ. Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm và 2 chuyến bay liên quan bệnh nhân COVID-19. Tối ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế có thông báo khẩn số 22 đề nghị những người đã đến. Thứ nhất đó là quán Nhúng ớt số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chiều tối 18 tháng 7. Khách sạn Mercury Đà Nẵng Friend Village, Ban La Hien, thành phố Đà Nẵng, ngày 19 đến 20 tháng 7. Thứ ba là khách sạn Elite Luxury Hội An số 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, ngày 20 đến 21 tháng 7. Homestay Huế Villa 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, ngày 23 đến 24 tháng 7. Quán cà phê Mắt Biếc 68 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 7. Bên cạnh đó, thì Bộ Y tế cũng tìm các hành khách trên hai chuyến bay VN-115 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật, ngày 25 tháng 7, VN-119 Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 7. Bộ Y tế đề nghị tất cả những người trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ và họ cũng cần gọi điện để các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình 1900 9095 Bộ Y tế. Chuyển sang thông tin tiếp theo, phát hiện hàng chục tấn găng tay đã sử dụng, hấp lại bán cho người dùng. Đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện số lượng lớn găng tay cao su chất đầy nhà và có một số nhân viên đang phân loại găng tay, cái nào cũ cho vào tái chế, cái nào mới cho đi hấp lại để bán nhưng chưa bán ra thị trường. Mở rộng vụ việc phát triển kho chứa găng tay cao su qua sử dụng ngày 1 tháng 8, Tổng cục quản lý thị trường tiếp tục huy động đội quản lý thị trường số 8 Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra tại số 43, biệt thự Lâm Viên 2, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội liên quan đến địa chỉ của công ty BM theo hợp đồng thuê xưởng tại khu công nghiệp Lương Sơn. Kiểm tra địa điểm này, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn găng tay cao su chất đầy nhà và có một số nhân viên đang phân loại găng tay, cái nào cũ cho vào tái chế, cái nào mới cho đi hấp để bán lại nhưng chưa bán ra thị trường. Làm việc với đoàn kiểm tra bà Trịnh Thị Lý khai nhận thuê nhà của bà Nguyễn Thị Hoa, bà Lý xuất trình hợp đồng thuê nhà ký ngày 29 tháng 6 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Hoàng Long Bắc Cạn do bà Trịnh Thị Lý làm giám đốc, địa chỉ tại thôn Nà Cao, xã Cao Kỳ, huyện Trẻ Mới tỉnh Bắc Cạn. Sau 22 giờ, đoàn kiểm tra đã kiểm đếm được 9,5 tấn găng tay cao su, số còn lại tiếp tục làm việc ngày hôm sau, ước tính trên khoảng 15 tấn tại một địa điểm khác tại Hà Đông lần theo nghiệp vụ trinh sát và xử lý của quản lý thị trường theo thông tin in trên hộp găng tay cao su đã thành phẩm tại khu công nghiệp Lương Sơn mà bà Hoa thuê theo hợp đồng tổng cục quản lý thị trường đã tiếp tục chỉ đạo đội quản lý thị trường số 26 cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra công ty cổ phần quốc tế Ro Việt Nam số 20 khu Villa 28 Hyundai phường Hà Cầu Hà Đông Hà Nội kết quả đội đã tạm giữ 24.000 chiếc găng tay cao su do chưa được xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm và phạm vi về nhãn, 142 kg găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã lấy một mẫu giám định chất lượng. Liên quan đến vụ việc kiểm tra và hàng hóa tiêu thụ, tiếp tục kiểm tra tại công ty cổ phần thiết bị y tế Đại Dương Xanh tại tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên phát hiện tại kho của công ty có 504.000 chiếc găng tay S63 đóng hộp, 10 hộp một thùng, Mỗi thùng 1.000 chiếc và gần 100 hộp găng tay S63 Made in Việt Nam đã thành phẩm của công ty cổ phần quốc tế Royal Việt Nam. Địa chỉ văn phòng giao dịch số 20, khu Villa 2, Hyundai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội và gần 30.000 vỏ hộp cắt tông có in S63 Royal Việt Nam. Điều đáng chú ý và đặc biệt là tại kho này, ngoài việc tại kho có chứa găng tay S36 thành phẩm và ngoài vỏ hộp tương tự như tại xưởng bà Hoa thuê tại khu công nghiệp Lương Sơn, đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý Thị trường còn phát hiện tại kho công ty Đại Dương Xanh có vỏ hộp găng tay S63 made in Malaysia. Vụ việc đang dần trở nên hé mở, nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc khác mà Tổng cục Quản lý Thị trường đang tiếp tục điều tra và xác minh thêm. Hiện đoàn kiểm tra đang tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ và xử lý theo quy định. Chuyển sang thông tin tiếp theo, WHO tuyên bố đã xong bước đầu về điều tra nguồn gốc COVID-19 và cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài bao lâu. Thưa quý vị, một nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc điều tra về nguồn gốc động vật và vật chủ trung gian của virus corona gây bệnh COVID-19 một đội chuyên gia gồm hai người của who đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài ba tuần ở trung quốc để tạo cơ sở cho những nỗ lực chung sắp tới nhằm xác định nguồn gốc của virus who cho biết trong một tuyên bố theo south china morning post nhóm nghiên cứu đã có những thảo luận sâu rộng với các đồng nghiệp trung quốc và nhận cập nhật về các nghiên cứu dịch tễ học phân tích sinh học và di truyền nghiên cứu về sức khỏe động vật who nói thêm Nhóm của WHO cũng đã có thảo luận trực tuyến với các nhà virus học và nhà nghiên cứu ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng như giới chức y tế địa phương ở Bắc Kinh. Thông báo của WHO được đưa ra sau khi một nhóm chuyên gia kêu gọi tổ chức này đẩy nhanh quá trình điều tra của họ vốn được bắt đầu từ cuối tháng 6. Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban khẩn cấp COVID-19, được chủ trì bởi WHO hôm 31 tháng 7, ủy ban họp 3 tháng một lần để đánh giá xem tình hình dịch bệnh có đủ điều kiện được coi là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không và đưa ra lời khuyên cho tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros. Cuộc họp kêu gọi tăng tốc nghiên cứu về những ẩn số quan trọng còn lại của virus SARS-CoV-2, chẳng hạn như nguồn gốc động vật và các vật chủ trung gian tiềm năng của nó. Ông Tedros sau cuộc họp cho biết COVID-19 đang ở mức báo động cao nhất và tác động của đại dịch sẽ còn được cảm nhận trong thời gian dài. Đại dịch là cuộc khủng hoảng y tế thế kỷ và những ảnh hưởng của nó sẽ tiếp tục được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới, Tổng Giám đốc WHO cho biết trong một thông cáo báo chí. Ủy ban được cấu thành bởi các chuyên gia y tế từ hơn 20 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Hàn Quốc. Việc tìm nguồn gốc động vật của virus corona đang là ưu tiên hàng đầu khi các nhà khoa học trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu, cố gắng tìm hiểu về mầm bệnh. Chúng ta có thể chống lại virus hiệu quả hơn nếu chúng ta biết tất cả về virus, bao gồm cả cách mọi thứ bắt đầu, ông Tedros nói khi cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 6. Hôm ngày 7 tháng 7, hai chuyên gia WHO được công bố danh tính đã tới Trung Quốc để chuẩn bị cho cơ sở cho cuộc điều tra. Mặc dù vậy, ông Myron, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp WHO cho biết mất hàng tuần nữa để một đội đầy đủ các chuyên gia có thể đặt chân tới Trung Quốc. Lý do là các chuyên gia này phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc của chính phủ Trung Quốc trước khi họ có thể bắt tay vào làm việc. WHO vẫn đang liên hệ với các chuyên gia trên khắp thế giới để tham gia vào nhiệm vụ này. Số ca nhiễm toàn cầu hiện vượt 18 triệu người, trên 688.000 người đã tử vong. Sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp để đánh giá khủng hoảng COVID-19 trong vòng 6 tháng qua, WHO tuyên bố nhấn mạnh thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19. WHO đánh giá nguy cơ toàn cầu của đại dịch này ở mức rất cao, cần nỗ lực ứng phó bền vững ở cấp cộng đồng, quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.